Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Tài của mình. Kênh Tiếng Tài là nơi chia sẻ những kiến thức về xe máy cũng như là trải nghiệm những sản phẩm mới, những sản phẩm về công nghệ áp dụng trên xe máy của mình. Trước màn hình của mình hiện tại là một chiếc xe Yamaha, một chiếc xe Honda, tiêu biểu cho hai dòng xe Honda và Yamaha của mình là con NVX và con Lee 125 ha. Rồi, hôm nay chủ đề mình xin nói đến là cái phần mà bộ giả lập tín hiệu. Đây, mình cho các bạn xem, mình lấy nét lại. Đây, bộ giả lập tín hiệu audio. Ngoài chức năng bộ giả lập tín hiệu lấy nguồn làm audio, passkey hay là cấp nguồn cho ISU của mình, thì ngoài chức năng đó thì bộ giả lập audio này của mình á sẽ có chức năng là, thứ nhất là kiểm tra cảm biến tốc độ VSS, hai là mạch tín hiệu về là phao xăng hay là mực nhiên liệu. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cái bộ này, kiểm tra thực tế trên hai dòng xe của mình. Bây giờ mình xin tiến hành là kết nối lên dòng Yamaha để kiểm tra, thứ nhất là về cảm biến tốc độ, thứ hai là về mạch là báo xăng cho các anh xem ha. Tại vì trong thời gian qua mình cũng nhận khá là nhiều câu hỏi của các anh em khi mua cái bộ giả lập tín hiệu này về nè, bộ giả lập tín hiệu này, nhưng mà các anh lại chưa biết cách vận dụng hay là chưa tận dụng triệt để cái tính năng là kiểm tra cảm biến tốc độ hay là kiểm tra bên mạch báo xăng áp dụng vào thực tế trên chiếc xe của mình để kiểm tra sao cho nhanh nhất, giúp cho công việc của mình hoàn thành sớm nhất nha. Rồi bây giờ mình sẽ trực tiếp lên xe, thao tác như thế nào, kết nối làm sao và kiểm tra như thế nào cho các anh xem luôn nha. Và lưu ý với mấy anh luôn rằng đối với dòng Yamaha từ cái đời 2016 đổ về sau này á, là cảm biến tốc độ sẽ truyền qua cái đường ca lai của mình. Nó không giống như là dòng xe Honda mà nó sẽ có cái đường dây cảm biến tốc độ đi gời độc lập ha. Còn đường đối với dòng Yamaha sẽ đi qua cái cổng ca lai của mình luôn ha. Các anh lưu ý phần này, để kiểm tra cảm biến tốc độ bắt buộc phải qua đường ca lai này ha. Đây, mình sẽ kết nối như thế này, từ cổng ca lai sẽ qua cái dây màu vàng trên hộp giả lập tín hiệu của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ là cấp nguồn. Đây, cấp nguồn cho cái hộp của mình. Và đối với Yamaha thì bắt buộc mình phải chỉnh cái nút mode đây nè, sang vị trí Yamaha cho mình. Mở nguồn nè, chỉnh sang mode. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lên cái mặt đồng hồ, mình kiểm tra xem vừa thay đổi trên cái bộ giả lập của mình và vừa xem coi cái kênh mặt táp lô đồng hồ có thay đổi không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ là kiểm tra thay đổi cái cảm biến tốc độ VSS trên bộ giả lập đồng hồ của mình. Thì các bạn xem trên mặt táp lô đồng hồ nè, xem coi km này có thay đổi hay không. Nếu như có thay đổi thì có nghĩa rằng là đường truyền về dữ liệu lên táp lô đồng hồ là ok, cảm biến nhận tín hiệu trên đồng hồ này ok ha. Để mình phân vùng, mình kiểm tra thực tế trên xe xem nó hư ở đầu vào hay đầu ra hay là đường truyền dữ liệu, để mình tiến hành xác định một cách nhanh chóng nhất để thay thế ha. Rồi bây giờ tôi xin tiến hành là thay đổi tốc độ đây, các bạn sẽ thấy. Đây, các bạn sẽ thấy ha, tốc độ đã thay đổi. Tốc độ đã thay đổi. Tôi lên maximum luôn nè. Tốc độ từ từ đã thay đổi lên rồi ha. Đây, như thế này. Rồi giảm lại ha. Như thế này mình có thể khẳng định rằng là đường truyền từ
cổng ca lai tới trên táp lô đồng hồ là tốt. Nếu như trong quá trình mà chạy mà không lên tốc độ đồng hồ này như thế này thì các bạn kiểm tra lại từ cảm biến và đường truyền nó tới phần dây ca lai như thế này, xem nó bị lỗi phần nào thì mình sẽ khắc phục lại phần đó thôi. À, như thế này là mình đã loại trừ được rồi. À, một tính năng khá là thú vị trên cái hộp cấp nguồn Oro của mình. À, đây, các anh xem. Thay đổi. Tốc độ sẽ thay đổi theo. À, rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là kiểm tra trên mạch báo sạc bên đây. À, rồi, bây giờ mình để kiểm tra về cái phần mạch báo xăng á, thì bắt buộc mình phải là kết nối với dây tín hiệu ha, dây tín hiệu báo lên táp lô đồng hồ ha. Đối với dòng NVX này của mình thì nó có hai giắc riêng, thì các bạn xác định giúp cho mình đây chính là màu xanh nè. Đây, cái dây màu xanh ha, thì mình chỉ cần kết nối như thế này thôi. Đối với mạch báo xăng của mình thì chính là cái dây màu hồng, đối dây màu xanh lợt ha, xanh lợt trên cái bộ giả lập tín hiệu của mình. Đây, mình có làm một cái giắc chuyển ha, một giắc chuyển từ cái hộp tín hiệu sang cái phần giắc báo xăng của mình. Đây ha, cái dây màu xanh nha các bạn, mình chỉ cần kết nối như thế này là được rồi. Mình đưa mạnh vô như thế này là ok, là mình đã kết nối được cái hộp giả lập tín hiệu của mình đối với mạch báo xăng. Và nhiệm vụ còn lại của mình á là cấp nguồn cho cái hộp báo xăng này của mình như thế này thôi. Rồi, đây, như thế này là đủ ha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lên cái mặt táp lô đồng hồ, mình kiểm tra xem là bên cái phần mạch báo xăng từ giắc của cái hộp thùng xăng này nè lên tới táp lô đồng hồ tốt hay không tốt, cảm biến trên táp lô đồng hồ nhận tốt hay không tốt. À, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lên cái mặt táp lô đồng hồ để mình kiểm tra, mình thay đổi cái mạch báo xăng trên đây coi là trên mặt táp lô đồng hồ có thay đổi hay không nha các bạn. Mình xin tiến hành á là mình giả lập tín hiệu, mình thay đổi này xem là phần là mạch báo xăng này có thay đổi hay không. Nếu thay đổi thì chứng tỏ rằng đường dây từ cái phần báo xăng, từ cái giắc của mình tới phần táp lô đồng hồ, lên táp lô đồng hồ là tốt. Thì phần còn lại mình chỉ kiểm tra từ giắc vào trong thùng xăng thôi nha. Rồi bây giờ mình xin tiến hành là mình thay đổi giá trị xem là mạch báo xăng thay đổi hay không. Và lưu ý với các bạn rằng khi mình thay đổi nè, đã thay đổi rồi nè các bạn. Lưu ý với các anh rằng khi mình thay đổi giá trị này thì bắt buộc phải đợi, thay đổi giá trị trên đây thì bắt buộc đợi phải tầm từ 30 giây đến 60 giây thì trên phần táp lô đồng hồ nó mới nhận được giá trị thay đổi. Đây là nguyên lý mặc định đối với bên phần là mạch báo xăng của mình rồi ha. Hiện tại đã thay đổi rồi. Đây ha, về mạch báo xăng của mình thay đổi rồi. Đây, bây giờ tôi tiếp tục tôi thay đổi ha. Đây. Đây, đã lên rồi. Như thế này là ok rồi ha các anh. Các anh thay đổi mà mạch báo xăng này thay đổi có nghĩa là tốt. À, đây, đối với dòng xe Yamaha thì mình phải kiểm tra. Thứ nhất là về cảm biến tốc độ á, là thông qua cái dây ca lai nha các bạn. Các bạn nhớ là dòng Yamaha đa số dòng sau này sẽ kiểm tra qua mạch tốc độ ha. Lên rồi đây, lên cao lắm rồi đây ha. Như thế này là được ok rồi ha. Rồi, mình làm nãy giờ mình làm thực hiện trên dòng Yamaha của mình là hai chức năng. Thứ nhất là cảm biến VSS, hai là mạch báo xăng. Đây ha, thì đã
kiểm tra thực tế trên xe cho các anh luôn. Các anh đã mua hộp này về thì nên tận dụng hai chức năng này để kiểm tra trực tiếp trên xe để mình xác định ban trên xe cho nó nhanh chóng nhất nha các anh. Rồi, bây giờ mình xin tiến hành là qua dòng Honda xem nó có khác dòng Yamaha của mình hay không. À. Này, đối với dòng Honda của mình á là nó có con cảm biến riêng nè, cảm biến tốc độ nè, nó gắn ở phía sau. Đối với dòng xe Ly này nó sẽ gắn ở vị trí này. Vị trí này, các bạn thấy đây, một cái dắt này có sẽ có 3 dây nè, là cảm biến tốc độ. Nó khác với là dòng xe Honda Yamaha của mình ha. Rồi bây giờ mình xin tiến hành là rút cái dắt này ra và tiến hành là kết nối giữa dắt cảm biến tốc độ này đối với bộ giá lập nguồn. Mình vẫn mượn một cái dắt để mình kết nối đưa vào cái dắt giữa này cho mình. À, qua đầu còn lại của mình sẽ là kết nối trên cái bộ giả lập tín hiệu của mình. Đối với cảm biến tốc độ của con Honda này á, mình sẽ kết nối dây màu màu xanh lá cây nha các bạn. Dây màu xanh lá cây. Đây. Đầu còn lại mình sẽ ghim vào dắt của bộ dây nguồn của mình ha. Đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là cắp nguồn và lên mặt táp lô đồng hồ mình xem là nó có thay đổi hay không ha. Đây, tốc độ đã lên rồi. Đây 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 đây, tốc độ đã lên rồi nha các bạn. Đây ha, theo theo ý của mình chỉnh, muốn lên thì lên, muốn giảm thì giảm ha. Như thế này thì mình khẳng định rằng hiện tại từ bộ giả lập nguồn của mình vào ngay chỗ dắt cảm biến VSS lên táp lô đồng hồ là tốt. Nếu như trên xe mà chạy không lên táp lô đồng hồ thì mình chỉ còn việc còn lại thay cảm biến VSS là xong. Hay các bạn, khi các bạn đã có thiết bị chẩn đoán lỗi, mình đọc ra được là lỗi cảm biến tốc độ VSS mà mình không xác định được là cảm biến hay là mạch đường truyền, thì các bạn nên sử dụng bộ giả lập như thế này nè. Mình sẽ giả lập cảm biến tốc độ VSS lên xem táp lô đồng hồ xem có lên hay không. Nếu lên thì đồng nghĩa với là cảm biến VSS có vấn đề. Còn nếu không lên thì mình cần phải kiểm tra lại một lần nữa là đường dây từ cảm biến lên táp lô đồng hồ nó có bị đoản mạch hay không ha. Nếu không đoản mạch nữa thì cần phải kiểm tra lên táp lô đồng hồ. À, như thế này đây, xác định rất là nhanh hay các bạn. Nên các bạn nên trang hợp cái hộp nguồn Odo này nè. Giá của nó khá là rẻ, chỉ có 400 ngàn thôi. Nhưng mà nó giúp cho công việc của mình trôi chảy hơn, tốt hơn, tránh rủi ro hơn và nhanh hơn ha. Đó. Rồi, video hôm nay thì em xin làm cái hướng dẫn về hộp Odo mà kiểm tra trực tiếp trên xe dòng Honda và Yamaha của mình thông qua chức năng là cảm biến tốc độ hoặc cảm biến xăng để mình xác định được là hư phần nào trên xe, giúp cho các anh xác định ban nó nhanh hơn, hiệu quả hơn. Rồi, xin chào tất cả các anh, hẹn các anh ở video lần sau.